Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, lấy lời khai những người liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán ốc khiến cho 5 người thương vong. Trước đó, hai nhóm người đến quán ốc trên đường Lê Văn Quế ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân ăn nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc ẩu đả, một người nam bị tử vong, 4 người khác bị thương. Nhận được tin báo, công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan để điều tra. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.